Hello hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn một tựa game nó cực kỳ đình đám của đấy là một tựa game ở nước ngoài và rất là hot. Và game này có tựa đề là Dragon Raija các bạn nhá, Raija nhá. Nếu các bạn nào mà ở bên nước ngoài server, đặc biệt bên châu Âu ấy, thì đấy là một cái tựa game rất hot. Ngoài những cái việc đua xe và các thứ thì chúng ta sẽ có được chơi trải nghiệm cái game này như nào. Và các bạn hãy cùng mình review tựa game này như nào các bạn nhá. Ok, mình sẽ bắt đầu cái nick này nhá. Chọn kiếm sứ này, hãy xạ thủ này, hãy sát thủ, hãy lính vũ này, hãy võ sứ này. Đấy thì hiện tại mình đã tạo được xạ thủ đó. Thì mình sẽ chơi về tướng xạ thủ này. Sự kiện này, mình sẽ có những cái sự kiện gì. Đấy. Thì có sự kiện rèn luyện, đó là hành trình xứng bá này. Mỗi ngày thì được 8 lần này, sôi nổi. Khi các bạn có sôi nổi thì được 16 lần. Salon trí tuệ này, thử thách diệt rông, hành trình kỳ diệu này, người gắt đếm, mảnh thức quý tình này, đồi săn rông này, tái hỏa bị ngố, xả stress, vô tốc độ thời khắc đấy. Và chúng ta sẽ có dơ vang này, đấy các bạn có thể thấy rồi, cảnh tránh này, ngay từ gió này, ghép các thứ. Chúng ta sẽ tí nữa mình sẽ review tương tự cái phần 1. Ok, đấy sẽ là tiền hóa lên bao nhiêu có vẻ đẹp hơn một chút các bạn nhé, về màu sơn các thứ, bóng nét luôn. Thì cái xe này là sẽ làm như nào thì sẽ cho nhân vật cười lên và đi rất là đẹp các bạn nhé. Và đấy sẽ là xe mèo hoang thưởng này, ảo ảnh hóa lửa này, rồi tiếp theo các thứ. Đấy các bạn có thể thấy là tất cả là những cái xe của trong cái game nhé. Và mình đấy thì hôm nay như vậy thì cái game này thì như nào thì mời các bạn hãy cùng tham gia cùng với mình nhé. Đó, ok, cảm ơn các anh em nhiều. Ôi mày bột đánh nắm ạ. Ác thật đấy. Em được phát lại có được không? Chết rồi, ác thật. Bao được không? Em được phát lại có được không? Cái bột đánh nắm game này anh làm sao mới chơi được? Cho lấy anh đánh bốc tôi phát lại mà đếm về á. Chưa là một trận bấm tay bấm lái nào thật sướng lắm. Có được không? Rồi xong. Bộ đánh nắm từ đâu game ạ? Ôn hả? Ôn hả? Sao để ôn vậy nhỉ? Chắc là có mic của mình thôi. Em không vào được hả? Bộ đánh nắm đâu game đó các bạn này. Sẽ có đánh được hay không? Bộ đánh nắm đâu game đó. Rê đã gió cái máy quạt đấy. Tôi nhận đi mít các bạn. Ơ, các bạn đã chơi gì vậy? Bá thằng anh ở trên kìa. Ác thật các bạn à. Nhưng mà đánh tính này 4 đỉnh 5 á. Tí trận đấy, tí trận 4 đỉnh 5 á. Tí trận 4 đỉnh 5 á các bạn à. Không sao phải đánh hết sức đến đâu đều. Lạc quán yêu đời các bạn. Dù thủ nào vẫn phải lạc quán yêu đời. Xuống luôn nhá. Ui dồi. Tù được, tù được. À, tím là có 2 xạ thủ á. Các bạn ơi, tím anh đéo sợ ạ. Tí là có 2 xạ thủ ấy mà. Đến đấy, xin nhân. Đánh cho mình nhá. Tí là có 2 xạ thủ. À, bị bấy đi, bị bấy đi nà. Bị bấy cái đẹp. Yeah. Bình đây, bình đây, bình đây. Bắn được. Bắn được các bạn đấy. Rồi, con bạn. Máy là con liêm. Ơn rồi. Con liêm này, con liêm là con mà. 4 đánh 5 đó các bạn à. Các bạn giúp cho mình một nhân vật lái rồi. Ủng hộ cho mình trận đấu đây đi. Các bạn cổ vũ cho mình một cái bật lái cho mình chiến thắng trận đấu này nào. 4 đánh 5 này, các bạn phải ghi nhận cái sự nỗ lực của bọn mình. Quá ác thật các bạn ạ, bọn ấy đánh quá ác, nó áp cá từ đâu đến luôn. 4 đánh 5 đánh 100 sao các bạn nhé. Ác. Bấy tốt lắm. Ôi trời ơi, tên kia. Bấy để cái tuổi bấy lính ta linh tinh, bấy cho vui này. Cái tuổi thích bấy này, thích kéo người với nhau, người khác à. Ô, nhầm. Kéo mà. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhá. Ê xuống bắt tốc điện nhá. Thằng ấy xuống bắt tốc biển ông rào ấy. Kìa xuống đẹp chưa. Ép nhánh phải quyết giật nhánh á. Lết game đã thua đó. Chào. Đấy. Lết game đã thua nhá. Con Na bay ra đây kìa Na. Các bạn ơi, đấy là đánh 186 các bạn nhé. Ba bổ đỉnh nắm từ đâu ghế đỉnh dữ ạ. Tao có bị chạy đâu nè. Tao xí bị chạy hồ đó cái. Cớ sao ông Tê lại sẽ nhầm duyên anh với em. 4 đánh với 5 đấu game đến giờ. Chưa win đâu, chưa win rồi, vẫn chưa win đâu. Đừng có ảo tưởng, đừng ảo tưởng, chưa win đâu. Tập trung mà đánh đi, đừng có gian trỏ, hay thua lắm. Chưa win đâu, rồi tập trung mà đánh đi các bạn ơi. Chưa win được đâu. Chưa win được. Anh sợ lắm em ơi. Bây giờ bọn tập trung này. Anh còn liềm, anh mất tên hai cái liềm phá để đấy. Ná được nọt vào đây một combo nhá. Ác thật đấy. Win rồi. Ác thật đấy. Tôi đang ná được không? Win luôn đấy. Mình bớ chiếu ạ. Ôi hết queen rồi kìa siêu nhãn. Ôi rồi hay quá. Phá nha nhánh quái kia bày đấy. Cao luôn. Tối phá nha luôn. Cái phá này. Phá nha đi bổ đỉnh nắm đông rào à. Lết game nó đeo ăn được đâu. Ác thật đấy. Ác thật là ác thật cái phá này. Tội quá tiếc luôn em ơi. Gần win này em ạ, cái pha là gần win á, đến á. Thằng Ná là sọc ánh cái pha để ánh đỡ chiêu luôn á. Có một cơ hội, chỉ có một pha con mắt cuối cùng nữa này. Lên. Siêu nhắn đánh ly lên. Ly lên, siêu siêu nhân chỉ cần tay vào tầng hút đám. Hút đám tầng đi thôi. Rồi. Woo, Quý ơi, mất liềm. Quý ơi, Quý. Ác thật đấy. Win ơi. Woohoo. Bổ đỉnh 5 đầu game. Bổ đỉnh 5 đầu game luôn nhỉ.